Vâng, đang ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chuẩn bị đáp chuyến bay của hãng hàng không Vietjet bay đi thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Trong chuyến đi lần này, Vân sẽ đưa má của Vân đi cùng. Chuyến đi sẽ kéo dài 12 ngày. Thời điểm tháng 7 khi mà Vân mua vé thì vé hạng thường có giá là hơn 10 triệu, trong khi cái vé hạng Skybox thì có giá là 11 triệu 530 ngàn. Vì vậy Vân đã mua vé hạng Skybox. Thì cái loại vé này á, mình sẽ được sử dụng phòng chờ và được ưu tiên đi qua cửa hải quan. Chuyến bay thẳng Sài Gòn New Delhi của hãng Vietjet sẽ khởi hành lúc 7 giờ. Thì má con Vân ăn một tí xíu ở trong lounge và chuẩn bị boarding, đó là chuẩn bị lên máy bay vào lúc 6 giờ 30 tối. Chuyến bay dự kiến sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng rưỡi. Đây là lần đầu tiên Vân ngồi lại ghế Skybox của Vietjet. Thì Vân thấy cái ghế á, nó cũng giống như là ghế thường thôi, ghế hạng Eco á. Nhưng mà cái khoảng cách giữa hai hàng ghế thì nó rộng rãi hơn một chút. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỗi hành khách được phát một cái túi như vậy. Vân thấy bên trong thì có một cái mền mỏng, một cái miếng che mắt và một cái gối hơi để mình tựa cổ. Khi máy bay đã ổn định ở độ cao 10.000 mét thì hành khách sẽ được phục vụ bữa ăn tối. Thực đơn Vân thấy rất là hấp dẫn, rất là đặc biệt. Có xôi khúc ăn với giò chả, có xôi mặn và bánh chưng nữa. Nhưng mà bởi vì cái điểm đến của ngày hôm nay là Ấn Độ, và đất nước này thì người ta không ăn thịt heo, không ăn thịt bò vì lý do tôn giáo. Bởi vậy là những cái món mà có thịt heo, có thịt bò thì sẽ không được phục vụ. Vân chọn món miếng trộn với tôm và gà. Món này dễ ăn và ăn ngon nữa. Trong suốt chuyến bay thì các bạn tiếp viên sẽ phục vụ cho hành khách các loại hạt khô hay là khô gà. Các bạn cũng hỏi mình là có dùng trà hay cà phê hay không. Nói chung là cái đội ngũ tiếp viên Vietjet của chuyến bay này rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Máy bay hạ cánh xuống sân bay New Delhi lúc 11 giờ tối, tức là 12 giờ rưỡi ở bên mình. Vân có đặt dịch vụ xe lăn cho má của Vân và cái quầy e-visa, quầy visa điện tử hôm nay cũng rất là vắng. Bởi vậy má con Vân đã làm thủ tục nhập cảnh rất là nhanh. Hai má con Vân sẽ ngủ lại New Delhi một đêm và sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi Agra để tham quan khu lăng mộ Taj Mahal, nơi được xem như là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Các bạn hãy đón xem vlog tiếp theo của Vân nha.